Gomu huyền thoại, một huyền thoại được tái sinh, triệu tập hải tặc mạnh mẽ nhất One Piece, nhập vai đấu tướng không chờ lượt, khám phá thế giới One Piece và nhận về phúc lợi hấp dẫn. Tải game ngay! Hãy dạy ta cách đánh bại người. Top 7 kẻ thù tôn trọng Zoro nhất. Hello 500 anh em, chào mừng anh em bằng sàm sói trở lại với channel của mình. Hành trình từ thợ săn tiền thưởng trở thành hải tặc rồi một siêu tân tinh bạc tỷ hiện tại, Zoro đã phải đương đầu với rất nhiều kẻ thù máu đầy mặt, hay còn gọi là máu mặt trên biển. Sau Luffy, trận đấu của Marimo luôn nhận được sự chú ý lớn nhất trong màn mũ rơm. Có người ghét, có kẻ yêu, nhưng ai muốn anti Zoro thực sự không biết là phải nói thế nào. Chắc chắn nằm vùng fan anh ba bữa sàn gì không cả. Tiếp xúc với đầu tảo, thậm chí đối thủ bị anh đánh bại cũng phải quay sang tôn trọng. Tất nhiên, không có nhiều người chấp nhận điều đó. Nhờ có hành động đề cao tinh thần thượng võ, nhưng cái tên trong video này có thể thêm số lượng fan không nhỏ. Ok, ngay bây giờ, mời anh em cùng tê sỏi đến với top 7 kẻ thù tôn trọng Zoro nhất. Get go! Một, Mihawk. Mở đầu cho top 7 hôm nay, đệ nhất kiếm sĩ thế giới, đồng thời là một tay đầu bếp có tiếng trên biển. Không bao giờ nấu ăn cho ai khác, ngoại trừ thằng đệ và nàng công chúa mà. Mihawk bằm tỏi như điên, kiếm nhỏ kiếm to ông đều rất điêu luyện. Còn dao gọt táo ông cũng bón hành cho Zoro gục lên gục xuống. Chỉ cần vũ khí dạng sạc nhọn, Mihawk bá vãi trưởng. Lần đầu hai thầy trò gặp nhau, Mi Hạnh đã rất bất ngờ khi biết rằng thằng đầu tảo muốn hạ mình đến vậy. Ngồi nhịp giò ở nhà thôi, cũng có thằng ghét nhiều đến thế, ảo thật đấy. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thầy tình đó. Đáng lý, Mihawk đến Biển Đông để tàn sát nốt con tàu chính của băng đồn Greg. Nhưng nhờ có sự xuất hiện của Zoro, đệ nhất kiếm sĩ cảm thấy vui nên tha mạng cho tên hải tặc đầu lát đỏ. Để tưởng thưởng cho hỏa chí làng lá của Roronoa, Mihawk quyết định sử dụng thanh hắc kiếm Zoro chém một nhát, ghi tạc dấu ấn là đối thủ này từng có may mắn ăn trọn chiêu thức của ông. Mi Hạnh khen tinh thần kiếm thuật của anh đầu tàu, qua đó thúc đẩy anh đến với đại hải trình và tân thế giới, hòng tìm ông ấy một lần nữa để thách đấu. Tiên đoán như thần, hai thầy trò cũng là địch thủ không độ trời chung lại gặp nhau ở hòn đảo Kuraigana. Zoro thậm chí không thể đánh bại được bọn khỉ đột về với thuyền trưởng Luffy. Anh đã ra quyết định không thể ngờ tới, bái kẻ thù số 1 Mihawk làm sư phụ. Chúng ta không thể nào quên được câu trả lời của huyền thoại Zoro khi được hỏi tại sao muốn kẻ thù dạy kiếm thuật cho mình. Hãy chỉ cho tôi cách đánh bại ông. Lần đầu tiên khán giả được thấy đệ nhất kiếm sĩ nở nụ cười thân thiện. Đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. 2. Das Bon. Mr. One bị đánh bại, đánh dấu một cột mốc lớn trong sự nghiệp cầm kiếm của Zoro. Hắn trở thành kẻ đầu tiên được nếm chiêu nhất kích tất sát CC Son Son chứ danh. Qua phần Alabasta, với việc hạ được thợ săn tiền thưởng khét tiếng Das Bon, cái đầu của anh đầu tảo đã được treo thưởng 60 củ. Mà debut cũng rất ra gì. Trong trận chiến này, Zoro cũng gần như không có cửa chạm tới Iron Man phiên bản lỗi. Cơ thể sắt thép của hắn quá cứng để kiếm của anh Zoro có thể xuyên qua. Ăn hành rồi lên trình, mô típ của mấy thằng trâu bò chính diện. Khoảnh khắc nhận về sự thất bại, đầu tảo áp dụng tuyệt kỹ nhớ lời thầy dặn, hồi tưởng lại quá khứ, giúp Zoro đả thông kinh mạch. Lúc này, anh thức tỉnh Haki quan sát trong vô thức, có thể nghe được từng nhịp đập của gió, lời thi thầm của đớ. Con út khờ ôm ông vị thằng khỉ nè, ông vị thằng khỉ này á cũng là ban sức mạnh á, mọi người ước đi nha, ông thần vị thằng khỉ ban phước. Cánh tay tự sử dụng Haki vũ tràng lúc nào không hay. Đẳng cấp cao nhất của một người kiếm sĩ thuần túy có thể đạt được, đó là cắt được mọi thứ và không thể chém ngay cả một tờ giấy. Nhớ lời phê đá của ông thầy Koshiro, đầu rêu như nhìn thấy được thế giới giác ngộ, trong khoảnh khắc đã có thể chém đứt sắt thép. Không chỉ sức mạnh vượt trội so với Das Bon, chính lý tưởng về kiếm sĩ của Zoro đã khiến tên Mr. One cảm phục. Trước khi hắn nằm xuống, Das Bon hy vọng trong tương lai, kẻ thù đánh bại mình có thể cắt nốt kim cương. Một sự công nhận cho lý tưởng sống tuyệt vời của đầu tảo bằng mũ rơm. Từ đó, Mr. One luôn thể hiện sự tôn trọng với clan Mugiwara nói chung và anh chàng kiếm sĩ trong bảng nói riêng. 3. Ryuma. Tình cờ gặp nhau tại Thriller Bark, kiếm sĩ huyền thoại Ryuma từ Wano Quốc trở thành đối thủ trực tiếp của Zoro trong kèo solo kiếm thuật đỉnh cao. Nhìn cách hai người đánh nhau trên mái nhà, Brook giả dê đã phải thốt lên rằng thì ra bấy lâu nay Ryuma chỉ trò mèo vờn chuột với lão, chưa bao giờ tung ra đòn kiếm thực sự. Zoro hiển nhiên cảm nhận rõ được sức mạnh kinh khủng trong thân xác samurai huyền thoại. Anh đoán rằng người này phải là một nhân vật có tên tuổi lúc sinh thời. Quả thực khi đến Wano, chúng ta đã tá hỏa khi biết rằng Ryuma chính là người đã giết con rồng ở vương quốc.
trở thành vị thần bảo hộ cho đảo quốc Samurai. Thanh Shisui cũng được xem như bảo vật quốc gia. Trở lại trận đấu giữa hai kiếm sĩ đại tài, đây không hẳn là một trận tử chiến. Đơn giản, họ muốn so tài cao thấp giữa các kiếm sĩ với nhau. Ryuma với linh hồn của Brook không thể phát huy tối đa sức mạnh, ông bị giới hạn bởi các chiêu thức của già dê. Cơ mà đường kiếm lại mạnh gấp mấy lần bản thể, cho thấy ông bá vãi lũ mạch. Sau cùng, Samurai huyền thoại chấp nhận thua cuộc vì đã để Zoro chém trúng một nhát. Đối với một kiếm sĩ, như vậy là thất bại rồi. Ryuma trao lại thanh thu thủy cho đầu tàu như món quà gặp mặt. Ông nói rằng thanh kiếm đã chọn Zoro làm người kế nhiệm. Một sự công nhận xứng đáng cho những gì mà kiếm sĩ Lạc Trôi thể hiện trong trận đấu. Dù trận chiến này diễn ra không quá lâu, nó lại có ấn tượng mạnh với tinh thần võ sĩ đạo được đề cao. Tất cả đường kiếm, kỹ thuật đều ở tầm VIP Pro, xứng đáng một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của kiếm sĩ bằng ngũ rơm. 4. Kuma. Phần Thriller Bark kết thúc với việc thất vũ hải Kuma xuất hiện sau khi Moria bị đánh bại. Theo lệnh chính phủ, ông ta phải trừ khử bằng mũ rơm, nhất là thuyền trưởng Luffy, bởi không thể để cho cậu tiếp tục đánh bại thêm một thất vũ hải nào nữa. So với Kuma, Gecko Moria chỉ là hạng chiếu dưới. Bạo chúa dễ dàng áp đảo các thành viên bằng mũ rơm đang rệu rã sau trận chiến dài hơi ở Oas và tên người bóng. Một đòn xung kích bằng dấu chân gấu gây ra vụ nổ khủng khiếp, tan phá cả hòn đảo, khiến cho cả team bay mau tập thể. Chỉ còn mỗi Zoro và Sanji đứng lại lãnh trách nhiệm cho thuyền trưởng mình. Ban đầu, Zoro là người tiên phong đối đầu với tên thất vũ hải bí ẩn. Bằng tất cả lượng mana còn lại, anh tung đòn CC sòn sòn khiến cho Kuma rách lớp da bên ngoài để lộ ra phần cơ thể máy móc. Bạo chúa công nhận kiếm sĩ Lạc Trôi khá mạnh, có thể trở thành mối nguy hiểm lớn sau Luffy trong tương lai. Biết mình không phải đối thủ của tên Shichibukai sở hữu năng lực trác quỷ quái oằm, Zoro yêu cầu Kuma, nói đúng hơn là xin hắn cho phép được chết thay thuyền trưởng của mình. Một câu nói kinh điển khiến tên bạo chúa đồng ý chấp nhận lời đề nghị ấy. Đến cả thuyền trưởng ta còn không bảo vệ được, ước mơ đệ nhất kiếm sĩ có là gì? Tôn trọng nguyện vọng của hải tặc siêu tân tinh, Kuma cho phép Zoro hứng chịu toàn bộ nỗi đau mà Luffy gánh chịu trong trận chiến trước. Anh đã vượt qua Sanji, trở thành người thay thế Captain lãnh nhiệm vụ khó nhằn này. Thực chất cả hai đều rất ngầu, nhưng ai đùa con cưng chỉ có một. Chính anh bà về sau cũng chẳng muốn kể lại mọi việc cho Luffy biết. Kẻ ghét cay ghét đắng đầu tàu, còn phải respect thì đủ biết khoảnh khắc đó thánh lạc đỉnh như thế nào. Sau khi rời đi, Kuma thì thầm về Dragon, vui mừng vì con trai Long Ca đã có những người đồng đội thực sự tuyệt vời. Phần thưởng cho điều đó, cứ đẩy Zoro đến Mihawk để rèn luyện trong 2 năm time skip. 5. Tasigi. Ngay từ lần gặp mặt, Tasigi đã rất ấn tượng với kiếm thuật của Zoro. Lúc này cô còn chưa biết danh tính thật của anh đầu tàu. Họ tình cờ gặp nhau ở Lugutao. Kiếm sĩ Lạc Trôi đi tìm một thanh kiếm mới sau khi hai thanh kiếm trước đó bị gãy. Mượn Nami 100.000 Belly, ai ngờ miêu tặc độn lãi suất lên tận 300%. Dù Zoro sau đó trả lại đủ tiền vốn, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh bị chặt chém. Thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân, đầu tàu ra tay tương trợ giúp cô gái ba mắt đuổi cổ mấy thằng khứa dây cụ. Vô tình trong lúc bối rối gặp nữ nhân có gương mặt giống hệt Quina, Zoro bóp gãy ba đôi cặp kính của Tasigi. Sau đó họ cùng nhau đến cửa hàng kiếm gần đó. Ở đây thợ săn tiền thưởng tiếp tục gây ấn tượng với màn test thanh kiếm Sandai Kitetsu bị nguyên rủa. Đối với một người mê kiếm như Tasigi, Zoro chiếm trọn sự ngưỡng mộ của cô. Mối cơ duyên giữa hai kiếm sĩ bắt đầu từ đây. Sau khi biết Zoro là thành viên mang mũ rơm, hai người có cuộc chạm trán nhẹ ở Lugutao. Dù coi đầu tảo như địch thủ, Tasigi vẫn rất tôn trọng anh ấy như một kiếm sĩ thực thụ. Yêu cầu Zoro không được đường tay với mình, cô đã thua trong trận solo ấy. Sau đó, có thêm một hai lần khác gặp nhau ở Alabasta và Pang Hazard. Được cứu bởi hải tặc hết lần này đến lần khác, Tasigi dù muốn hay không cũng phải công nhận rằng Zoro rất khác so với những gì mà cô biết về cướp biển. Nói thẳng ra là crush mẹ rồi. Ẵm bóng trên tay thế kia, thứ gì chịu nổi. 6. Kaido. Ông già băng bách thú là một tuyệt người rất chậm nhân tài. Về khoản này, độc giả có thể cộng điểm cho lão phần nào. Dù rất nổi tiếng là một tử hoàng tàn bạo, không kém gì bà chị Big Mom, Kaido chưa bao giờ triệt đường sống của những hải tặc trẻ tuổi tiềm năng. Ông ta chuyên thu thập những kẻ sở hữu sức mạnh mà ông ta đánh giá là đáng để nể trọng. Đó là lý do tại sao lão đã tha mạng cho Hawkins và một số kẻ khác có ước muốn đầu hàng. Đối với những người sở hữu tư chất đế vương bộc phát Haki bá vương, Kaido càng yêu thích hơn. Ông cố gắng thuyết phục Kid, sau đó là Luffy gia nhập bang để củng cố thế lực. Trong trận chiến với các siêu thần tinh, tứ hoàng bách thú thừa nhận đáng tiếc khi phải cho mấy thằng bố trẻ ăn hành. Hết Kid rồi tới Luffy, nhân tài như thế mà không phục vụ dưới trướng ông thật sự quá phí. Sau khi hạ đo ván mũ rơm bằng cây truy chứ rành, Kaido bị Zoro chém một nhát tuyệt kỹ Asura vào người. Vết thương do Oden gây ra 20 năm trước chính thức mở màn. Chứng kiến Haki bá vương của đầu tàu, Kaido cảm thấy thất vọng vì đã không thể chiêu mộ được siêu tân tinh. Ông nhìn Zoro, nhìn thanh Enma huyền thoại,
ký ức về Odin cứ thế hiện về, khiến ông đau đáu con chim. Lão già hai sừng công nhận sức mạnh của anh chàng kiếm sĩ lạc trôi. Không lẽ ngươi cũng sở hữu Haki Bá Vương? Nhát kiếm đó sẽ để lại một vết sẹo dài đấy, Roronoa. Thật đáng tiếc, nếu ngươi về phe ta, chúng ta đã có thể làm bá chủ thế giới rồi. Kaido một lần nữa thể hiện sự tôn trọng với địch thủ. Không giống Big Mom, bất kỳ ai có thể gây ra khó khăn cho ông, lão đều dành lời khen cho người đó. Này Kaido, nếu ngươi muốn hạ thuyền trưởng của ta, trước hết phải bước qua xác ta cái đã. Mang danh cánh tay phải của Ngũ Hoàng, nó phải thế chứ đúng không anh em? 7. Killer. Cuối cùng, chốt lại video ngày hôm nay, sát thủ Killer, thuyền phó đến từ bang hải tặc Kid Đồng Nát. Họ lần đầu chạm mặt ở Wano Quốc khi Killer trở thành ác quỷ Kamazu tàn sát vùng ngoại ô. Anh ta truy đuổi nàng công chúa Hisori với nụ cười man rợ. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi bún, bản năng cứu người đẹp của anh đầu tảo lại được thể hiện. Mặc dù Shisui bị Onimaru lấy đi mất, anh vẫn đủ sức hạ thuyền phó bằng Kid với quỷ trảm Onigiri. Sau khi tương phùng ở nóc lâu đài, Zoro lập tức nhận ra giọng cười quen thuộc. Anh có vài lời ca khịa người đồng nghiệp. Killer cho rằng nếu lúc đó có trong tay hai thành đào Punisher, anh đã đánh bại được tên hải tặc 320 củ. Đáp lại, Zoro chỉ nhã nhẹ, kết quả vẫn sẽ vậy thôi bro. Hai người cười khúc khích khi cùng nhau tung đòn chí mạng gây sát thương lên người tư hoàng Kaido. Không lâu sau đó, cả hai còn hợp tác theo kế hoạch của Law, tách Big Mom ra khỏi ông già băng bách thú, chia để trị, Kid giam giữ rớt trong củi sắt, Killer chiến Napoleon, còn Zoro sử dụng hỏa hồ kiếm pháp chém Prometheus thành từng mảnh, ăn hiếp con đít là giỏi thôi. Cách nói chuyện của thuyền phó băng Đồng Nát thể hiện rõ sự tôn trọng đối với kẻ từng đánh bại mình. Anh thường gọi thân thuộc Zoro là Roronoa, giống như cách mà Kuma hay Mihawk gọi đầu tảo con cưng. Ok, trên đây là video top 7 kẻ thù tôn trọng Zoro nhất. Anh em muốn ắt làm về chủ đề hay giả thuyết gì, comment bên dưới cho mình biết nhá. Như thường lệ, chào đón ba bạn may mắn lên sóng hôm nay. Boa Hàn Cốc, hello Sam Soi nha, chúc anh buổi tối vui vẻ, em xin lỗi, em xem trễ. Sau nhớ xem nhé Boa, dạo này nhiều bạn sớm hơn em đấy. Đạt Tà, chào anh Sam Soi, cho em lên TV với, em xem anh hàng ngày không được lên. Rồi rồi, do ad chưa thấy comment của em thôi, giờ thì tọa nguyện rồi nha. Tiểu Hổ, em chào thuyền trưởng Sam đi Soi ạ. Cái avatar được của nó đây, hình ảnh rất chân thực và sống động, bà Boa thích điều này. Video đến đây là kết thúc rồi, đừng quên để lại một like, đăng ký kênh giúp bọn mình phát triển thêm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!